Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, văn hóa thờ cúng tổ tiên được người Việt truyền từ đời này qua đời khác với ý niệm âm sao dương vậy, nên có sự xuất hiện của chén nước, kỷ nước trên bàn thờ là điều bắt buộc. Kỷ nước thờ trên bàn thờ gia tiên thường để 3 hoặc 5 ly nước. Vậy khi nào 3 và khi nào để 5 ly, đặt kỷ nước như thế nào mới đúng phong thủy thu hút bình an và tài lộc cho gia chủ? Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Một, ý nghĩa của kỷ nước thờ trên bàn thờ. Nước là yếu tố quan trọng giúp vạn vật sinh sôi phát triển. Quan niệm thờ cúng xưa nay của người Việt về trần sao âm vậy đã được ăn sâu vào tiềm thức. Dâng kỷ nước lên bàn thờ gia tiên thể hiện tấm lòng biết ơn tôn kính của con cháu với ông bà tổ tiên cùng thần linh giữ nhà. Kỷ nước trên bàn thờ thường được đựng nước hoặc rượu đặt lên bàn thờ. Các ly nước được đặt ngay ngắn vào kỷ ngai, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự vững chắc bền lâu, cầu mong sự soi sáng, tổ tiên phù hộ độ trì cho toàn thành viên trong gia đình. Các bộ kỷ nước trên bàn thờ gia tiên ngày nay được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, nhưng có lẽ chất gốm sứ, đặc biệt là kỷ nước gốm sứ Bát Tràng, là sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Đồ thờ gốm sứ có linh tính cao, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố ngũ hành, tinh hoa, đất trời. 2. Ý nghĩa của số lượng chén nước trên kỷ nước thờ. Kỷ nước là bộ chén nước thờ cúng, vật phẩm cơ bản nhưng không thể thiếu ở bất kỳ bàn thờ nào. Khác với hũ, nước, muối, gạo, kỷ nước thường được đi theo bộ 3 ly hoặc 5 ly. Với 3 ly trên kỷ nước thờ, thể hiện tấm lòng thành tâm của người âm dâng lên cho thần linh tổ tiên. Theo thứ tự, gia tiên cùng bà cô ông mãnh ở hai bên, ly giữa dâng thần linh. 3 ly nước còn mang ý nghĩa đặc biệt, tưởng nhớ đạo làm con khi cha mẹ mất, con cái để tang 3 năm, và tương ứng với các câu thành ngữ tục ngữ sâu xa các cụ để lại: 3 chìm 7 nổi, 3 đời 7 họ, nhớ ơn 3 đời tổ tiên ông cha. Với 5 ly trên kỷ nước thờ, đại diện tổ tiên bà cô ông mãnh được đặt hai bên, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh. Đất trời có 5 ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Con số 5 trong thờ cúng cũng vì vậy mà thêm phần ý nghĩa. Trong thờ cúng, 5 ngũ cũng được thể hiện qua hương, đăng, trà, hoa, quả, thể hiện sự trọn vẹn dâng lên tổ tiên thần linh. Cùng có chung ý nghĩa tâm linh, vì sao có nhà chọn thờ kỷ nước 3 ly, lại có nhà thờ kỷ nước 5 ly? Điều này còn tùy thuộc vào diện tích bàn thờ mỗi gia đình. Bàn thờ có diện tích lớn nên sử dụng kỷ nước 5 ly. Nếu diện tích khiêm tốn thì bộ kỷ thờ 3 ly cũng rất hợp lý. Ngoài ra, việc chọn con số 3 và số 5 trong thờ cúng đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Số lẻ tượng trưng cho phần âm chỉ về đất, số chẵn tượng trưng cho phần dương, tượng trưng cho trời. Ông bà ta xưa nay đều quan niệm dương cúng cho âm. Trên bàn thờ, các vật lễ cũng sẽ được lựa chọn đồ lẻ. Việc thờ kỷ nước trên bàn thờ gia tiên cũng vậy. 3. Chất liệu và hoa văn. Gốm sứ là vật liệu thường trông thấy nhất trong làm kỷ nước thờ cúng, bởi vật liệu này thích hợp với số đông các mệnh cách, mặc dù có gia chủ thuộc hành nào trong ngũ hành. Hơn nữa,
chọn đúng gốm sứ chất lượng sẽ sở hữu được lớp trắng men bền chắc, tạo ra sự đẹp mắt sang trọng. Hiện nay, kỳ nước thờ cúng đều được chăm chút từ vật liệu cho tới đường nét hoa văn. Tùy vào sở thích và mong muốn cá nhân, gia chủ rất có thể chọn loại hoa văn theo yêu cầu. Hoa văn mang hình rồng, ước mong sự mạnh mẽ, giàu sang, vinh hiền. Hoa văn cuốn thư là biểu tượng của sự vĩnh cửu, tri thức của gia đình. Hoa văn hoa sen mong muốn tâm hồn giữ được sự tĩnh lặng, tinh khiết. 4. Cách bài trí kỳ nước thờ cúng trên bàn thờ. Kỳ nước thường được sử dụng để đựng nước sạch, nước trà hoặc rượu để dâng lên tổ tiên mỗi ngày. Chén thường được đựng trong kỳ hoặc khay cho đúng bộ. Kỳ thường đặt giữa bàn thờ phía trước bát nhang chính. Trong đó, mỗi chén nước hoặc rượu dâng lên đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đối với kỳ nước ba chén, mỗi chén lần lượt được dâng lên. Chén một dâng cho thần linh, một chén dâng cho gia tiên, một chén cho bà cô ông mãnh. Đây là bà cô ông mãnh trong gia đình chết trẻ khi chưa lập gia đình, rất linh thiêng. Đối với kỳ nước năm chén, ba chén chính giữa kỳ nước dâng cho thần Phật, hai chén hai bên lần lượt dâng lên cho gia tiên và bà cô ông mãnh. Lưu ý, khi sử dụng kỳ nước thờ, dù năm chén hay ba chén đều phải dâng nước sạch hoặc rượu hàng ngày. Tuyệt đối không để lại nước trên bàn thờ lâu ngày. Nếu không có nước trong chén, nên hạ ngay kỳ nước xuống, hạn chế việc để kỳ nước trống không trên bàn thờ. Quý vị thân mến, thờ cúng ông bà tổ tiên là một trong những truyền thống tốt đẹp được người Việt lưu giữ và phát huy trong hàng ngàn năm. Chính vì coi trọng việc thờ cúng nên người Việt thường rất để tâm đến các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Vậy bên cạnh kỳ nước, bàn thờ gia tiên gồm những vật phẩm gì, lưu ý ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Bát hương. Vật phẩm đầu tiên và không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên chính là bát hương hay bát nhang. Công dụng chính của vật phẩm này là cắm hương mỗi khi thực hiện nghi lễ cúng bái. Người xưa cho rằng bát hương chính là linh vật kết nối giữa hai thế giới âm và dương. Ngoài ra, trong phong thủy, bát hương còn là nơi ông bà, người đã khuất cư ngụ khi trở về dương gian. Tùy thuộc vào mục đích thờ cúng và diện tích bàn thờ mà các gia đình có thể chọn số lượng và kích thước bát hương phù hợp. Bát hương ở giữa có kích thước lớn nhất, thờ thổ công trong nhà. Bát hương nằm về phía tay trái có kích thước nhỏ hơn, thờ gia tiên. Bát hương nằm về phía tay phải có kích thước bằng bát hương thứ hai, thờ bà cô ông mãnh. 2. Bộ bát cúng cơm đũa thờ. Bát cúng trên bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 6 chiếc được dùng với mục đích đựng đồ lễ cúng. Vào các dịp như lễ, Tết, Dỗ, Chạp, người Việt thường chuẩn bị mâm cỗ cúng dâng lên ông bà tổ tiên, người đã khuất. Bát ăn cúng được dùng nhằm dâng lên đấng bề trên về cùng hưởng. Đũa thờ nằm cùng bộ với chén thờ, thường có 6 đôi đũa. Đây chính là vật phẩm để ông bà tổ tiên thưởng thức các món ăn do con cháu chuẩn bị. Người Việt tin rằng người đã khuất vẫn còn sống tại một thế giới khác giống với chúng ta, nên việc ăn uống được thực hiện tương tự. 3. Bộ ấm chén cúng nhỏ. Bộ ấm chén trà cúng thường bao gồm một ấm pha trà, 6 chén uống trà và một đĩa đựng ấm chén. Công dụng chính của vật phẩm này chính là dâng trà nước lên ông bà tổ tiên. Các gia đình sẽ pha trà, sau đó dâng lên ông bà vào các dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp
để đấng bề trên về thưởng trà. 4. Lọ cắm hoa. Lọ cắm hoa hay lọ lục bình là vật phẩm thờ cúng không thể thiếu trên bàn thờ của các gia đình. Công dụng chính của vật phẩm này là cắm hoa tươi dâng lên ông bà đấng bề trên. Thông thường, bình hoa sẽ được đặt cân xứng hai bên cạnh mâm bồng trên bàn thờ hoặc được đặt một bình về phía tây. Ngoài lục bình cắm hoa, các gia đình có diện tích bàn thờ rộng có thể đặt thêm lục bình trang trí phong thủy. 5. Mâm bồng. Mâm bồng hay còn gọi là đĩa đựng hoa quả là vật phẩm thờ cúng không thể thiếu trên bàn thờ của các gia đình. Công dụng chính của mâm bồng chính là đựng trái cây, bánh kẹo hay đồ lễ dâng lên ông bà tổ tiên. Thông thường, mâm bồng sẽ được đặt cân xứng hai bên bàn thờ hoặc đặt một chiếc về phía đông. 6. Đèn thờ. Đèn thờ hay chân nến thờ là vật phẩm vô cùng quan trọng tại không gian thờ cúng của các gia đình. Công dụng chính của vật phẩm này là giữ ánh sáng trong quá trình thực hiện nghi lễ thờ cúng. Đèn thờ và chân nến thường bao gồm một cặp được đặt cạnh kỳ chén thờ. Người xưa cho rằng việc thắp sáng bàn thờ chính là cách để người đã khuất có thể trở về dương gian. 7. Di ảnh thờ. Di ảnh thờ chính là ảnh của người đã khuất được đặt theo quy tắc nam tả nữ hữu trên bàn thờ. Tại một số vùng trong nước, ảnh thờ thường chỉ được đặt trong vòng 3 năm đầu sau khi mất. Tại các vùng khác, ảnh thờ lại được đặt qua nhiều thế hệ. Thông thường, ảnh thờ sẽ được lồng khung gỗ hoặc khung kim loại cùng với kính trong suốt và đặt trên bàn thờ. Quý vị thân mến, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình cũng như phong tục tập quán của từng vùng miền mà các gia đình vẫn phải lựa chọn đồ thờ cúng khác nhau, nhưng về cơ bản phải đáp ứng đủ. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy từ VOX. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.